Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình và chúng ta sẽ vào thôi. Nếu có thể hãy click quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình nhé. Ở đây thì mình sẽ đi lấy thêm vàng này anh em. Chúng ta sẽ lấy toàn bộ vàng ở trong này. Và chúng ta sẽ có thêm những cái điểm coi, cho được thêm khoảng 600 điểm coi đấy anh em ạ. Hép cái gì mà hép, có game đâu mà cứu được này anh em. Phải có game cơ ra mới cứu được. Thì chúng ta sẽ tiếp tục là đi. Đây là một cái sự kiện là tên là Fairytale Island. Là một cái hòn đảo gọi là thiên thần hay là tiên ấy, gọi đúng không? Kiểu như vậy. Fairytale giống kiểu là tên của hội pháp sư đúng không? Hội pháp sư Fairytale. Fairy là tiên mà, đảo thần tiên, có nghĩa là cái đảo này đảo thần tiên anh em ạ. Chúng ta sẽ đi này, Sunrise này, hình như đấy là Legendary phải không ta? Chúng ta sẽ lấy thêm được 125.000 vàng. Tiếp tục là ở đây sẽ làm cái hòm. Chắc chắn là 100% là chúng ta sẽ chỉ lấy được VR thôi nhá. Legendary thì chắc chắn sẽ không lấy được đâu. Đây, đây chính là Legendary. Con này thì cũng là sẽ làm con cũ, con Squid Test Dragon. Con này thì nó ở trong cái sự kiện đảo bánh đúng không? Mình nhớ như vậy, giống kiểu sô cô la vậy. Chúng ta sẽ mở con này ra. À, mở cái hòm này ra. Có Hawaii. Rồi chúng ta sẽ gọi grab được cái gì không? Cho vào đây xem. Shop, trong shop thì nó sẽ bán một số mảnh anh em ạ. Có mảnh của Power này, Power sẽ bán bằng game này. Còn Mons Dragon thì nó bán bằng vàng. Eclipse cũng sẽ bán bằng vàng. Còn nó tất cả sẽ bán bằng game hết. Tất cả luôn đấy. Chúng ta không thể chịu con gì được nhỉ? Không con gì mới cả. Anh em thì hầu hết toàn con cũ anh em ơi. Jeffrey, Boulder, các kiểu, hầu hết là đều con cũ ấy. Và chúng ta sẽ lấy được một cái hòm level 5 ở đây anh em. Trong hòm này sẽ lại có mảnh của Vulcan rồi. Theo mình nghĩ là vậy. Mảnh Vulcan và mảnh của Mammothus Dragon. Đó, ôi có 3 mảnh thôi nhờ. Ít quá, Mammothus cũng chỉ có 3 mảnh thôi này. Quá ít luôn ấy. Và team mình sẽ tiếp tục là tuyển thêm người nhá. Team mình đang có là 19/20 này. Còn thiếu một người đấy anh em này. Có thể vào là giải ngân hái gì và là cái Master Boy Min là 40.000 nha anh em. Vì cái điểm số tối thiểu của mình là 40.000 rồi anh em ạ. Đây, cái Master Boy của mình là 43.000 cơ. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục. Bên này thì like giống à. Chúng ta đang cố gắng like thử cái này đúng không? Pool Electric, hình như là chưa ra đúng không? Đây đây, chính xác ở đây. Còn tận đấy 11 tiếng cơ thì nó mới ra được anh em ạ. Trong này thì chúng ta sẽ có một con Elusive Dragon và nó có thể là xem quảng cáo hoặc là một game để có thể nở ra anh em ơi. Chúng ta có lẽ là sẽ đến một game luôn, đỡ phải xem quảng cáo làm gì. Elusive, hệ vô cực, hệ ánh sáng, hệ bóng tối và hệ lá. Chúng ta sẽ có hệ ánh sáng, môi trường ánh sáng đây. Elusive là một con rồng Legendary và mình đã grab được bằng các cái orb của nó. Không biết lấy được từ bao giờ luôn. Nhưng không sao, cũng là thêm một con rồng mới của chúng ta ở đây. Một con Elusive Dragon. Đấy, một con Legendary anh em ạ. Con này là hệ lá đúng không? Rồng thiên nhiên đây. Và nếu anh em là muốn đặt tên là gì, hãy comment ngay xuống dưới nhé. Thì mình sẽ lựa chọn tên nào hay ho để đặt tên cho cái con Elusive này. Con này là hệ lá, nó có 4 hệ cơ, khá là ngon đấy. Đó, phải level 7 thì nó sẽ mới tiến hóa được lên dạng level 6 thôi. Level 7 thì mới tiến hóa được dạng 2. Đấy, Elusive Dragon. Ấy chà chà, con này đẹp phết nhờ. Bao quanh xung quanh là toàn là lá cây cái thứ này. Level 15 thì nó sẽ có một... Ôi, nó có một cái skin đẹp vãi cái chưởng luôn anh em ơi, nhìn này. Vãi, nhìn xem. Elusive Sui, một bộ trang phục dành cho con này. Wow, đẹp thật. Từ nhá, mình sẽ xem cái bộ trang phục bằng game của nó như thế nào. Level 15. Ui, nó sẽ giáp đỏ anh em ạ. Cả một cây đỏ luôn. Chất thật sự luôn đấy, nhìn này. Đó, nếu mà có được thì khỏi nói rồi. More skin. Đây, dạng 3 của nó cũng rất là đẹp. Elusive thì nó là Legendary và nó hệ lá, thế mình tìm sẽ cho dễ. Thì anh em là muốn đặt tên là gì thì hãy comment ngay xuống dưới nhé. Cái sừng của nó như kiểu là sừng trâu vậy ta. Giống kiểu Ngưu Ma Vương vậy. Rồi, bây giờ mình đã làm xong nhiệm vụ bên kia. Chúng ta sẽ còn cái gì không? Một gói patch à? Và pack này thì mua bằng game rồi, chắc chắn luôn. Hiện tại mình đang có 18 game thôi. Mình đã đạt được 490 con. Sắp đạt đến cột mốc là 500 con rồng rồi anh em ơi. Chưa được một nửa của kia.
Sợ thật, 1050 con cơ. Hình như sẽ có dòng mới đúng không? Chắc chắn nó sẽ cập nhật cho chúng ta dòng mới rồi. Power Quest. Mấy cái quest này phải căn giờ ấy. Phải căn giờ thật là chính xác thì vào thì mới làm được. Chúng ta mà cứ để lỡ một hai lần thôi là kiểu gì cũng không được đâu. Cái này phải căn giờ chính xác lắm. Ví dụ nửa đêm mà nó bắt phải dậy đánh quái vật thì mới phải đánh 2-3 giờ sáng. Nhưng mình thì không làm thế được. Mình ngủ làm sao mà có thể dậy được. Nhiều anh em còn đặt chung báo thức cơ. Chung báo thức là đúng cái giờ đấy là dậy cơ. Nhưng mà thế thì mới kiếm được con rồng xịn anh em ạ. Như mình thì chắc là khó, nhưng con rồng rất là khó. Trừ khi phải dùng game thôi. Nào, con gì đây? Con rồng này thì nó quá cũ rồi anh em. Một mình cân tim luôn, dĩ nhiên. Hỏa đế của chúng ta. Này này, lên, 11k. Let's go. Victory. Inquest, 2 ngày và 9 giờ cả. Còn lâu, đúng không? Elusive nhỉ? Mình sẽ test con thử Elusive Dragon luôn nhá. Xem nó có khỏe không. Mình đấu với level 17 thôi cũng được. Và mình sẽ lựa chọn rồng này anh em. Chúng ta sẽ lựa chọn độ rồng, nó chính là độ hiếm, là heroic trước. Dĩ nhiên sẽ là một con heroic hỏa đế hắc ám, mãi mà chưa lên đổi cấp này. Xong đó sẽ chọn theo legendary và chọn theo hệ lá cây. Cái con rồng mới nhất của chúng ta nó level 15 thôi, có lẽ sẽ dễ tìm. Đây đã có mặt đây rồi. Đẹp phết đấy nhờ. Cho hãy thử test thử xem cái chiêu thức của nó như thế nào, có mạnh hay không. Hỏa đế hắc ám Hades Dragon. Ôi chà chà, mình sẽ sử dụng con Evia này nha. Nào, Beehive, chúng ta sẽ sử dụng chiêu lá luôn nhờ. Mình sẽ x2 thôi. Chiêu lá sẽ khắc chế được con bóng tối này anh em. Sẽ tạo ra cái gì đây? Ok, ong à? Hình con ong. Có vẻ như chơi nó khá là cũ rồi, không phải là mới nữa. Chiêu mạnh nhất của nó sẽ là chiêu đầu tiên, sẽ là... Ui dồi, chưa học skill nhá. Mà đã là 2k1 đam rồi. Wow. Không biết làm học lên nữa thì chắc nó phải khỏe lắm ấy nhỉ. Thông thường những cái con nào mà có cái trang phục thì thường nó rất là khỏe, rất là chất. Ây chà chà chà. Legendary này, Elusive 3k7. Ôi không chết được. Không sao, mình vẫn giết được anh em ạ. Đơn giản thôi. Đấy, con này đã chết rồi. Bây giờ ta sẽ còn những trận ở trong phần đấu trường, arena và cái Liquid Battle. Liquid Battle thì cố gắng kiếm thêm được một ít game nữa anh em ạ. Hình như là chúng ta vẫn chưa đủ thời gian để tăng công đúng không? Tăng công vẫn chưa đủ. Đây đây, còn khoảng là 1 tiếng 4 giờ, 1 tiếng 4 phút nữa cơ thì mới có thể là tăng công được. Ok đi, chúng ta sẽ vào trong cái arena này. Đánh được không nhỉ? Chúng ta con này nên bỏ ra dùng chiến bất tử vào đây. Con này thì dùng con vũ trụ này nó sẽ khỏe máu trâu hơn khoảng 5k. Đam nó sẽ khỏe hơn khoảng 400. Đam thì hơi yếu nhỉ. Abyss Dragon 40, mình gần thắng một trận thôi là mình sẽ kiếm cái hòm rồi anh em. Cố lên nào. Con này thì nó 2 sao Legacy 40. Đánh sao đây nhỉ? Đây rồi, có một trận cực kỳ là dễ rồi anh em ơi. Flora này, ấy chà, nó khắc hệ mình anh em ạ. Con này thì không vấn đề gì, khắc hệ một chút chút thôi. Hy vọng mình sẽ được đánh trước và mình sẽ đổi sang con khác. Chết rồi, đánh trước ạ. Đen nhì 15.000, cũng may là nó là yếu nhá, mấy con này rất là yếu thôi. Chúng ta sẽ dồn đam và giết nó anh em. Tốc độ nhân 3 lên, tự hủy bản thân, tự mất máu bản thân và tăng đam lên. 22.000, rất tốt. Ánh sáng, bóng tối, chiến binh và lửa khắc hệ anh em ạ. Ây chà chà, ghê đấy. Đấy rồi, chúng ta sẽ có chiêu ánh sáng. Con Inky Dragon, con rồng mực tàu cũng 1 sao kìa. Ghê nhờ. Hình như Inky của mình cũng sẽ lên được 1 sao thì phải, đúng không nhỉ? Có lẽ vậy. Mon Kiki, rồi chúng ta sẽ đổi sang con rồng, con Vulcan ta. Dùng chiêu bất kỳ được, Magma hoặc là chiến binh hoặc là bất kỳ chiêu gì. 22.000 máu này. Monkiki Dragon. Đó. Victory. 3 đồng là ra sẽ có là 20 và mình sẽ mở hòm. Xem là liệu dần ta có may mắn không. Chờ xem. Kitsune không có rồi. Snapper không có con mới nhỉ? Chúng ta vẫn đi tìm kiếm mấy con mới đây mà không có ra. Người này khỏe thế.
đánh sao được. Còn Kratos Dragon level 40 và Legendary 1 sao. Jumping Zed vãi, team nó khỏe thế nhờ. Legend thì có rất là nhiều người có Legend khỏe nha. Mình còn là thể loại yếu nhất luôn, yếu nhất quả đất luôn. Roju này đánh theo kiểu ấy thôi, như thế này thôi. Thật câu đấy anh em, level 20 cái thứ. Skip một game thì cũng được, nhưng mà mình đang muốn tiết kiệm một chút. Nào, mình còn khắc hệ nữa kìa. Snapper Dragon thần rừng. Rồi, 32, nó không nhỉ. Kitsune level 34 kia là đấm chết, không ăn được. 33, voi này. Ấy chà chà, khó nhỉ. Không hề dễ một chút nào cả để đánh nhau bọn này. Đánh sao được đây? Chúng ta chưa biết cách nào để có thể đánh được cái bọn này anh em ạ. Chúng ta sẽ xuống dưới dùng Freedom các kiểu vào đây này. Rồi, còn tiếp theo Galaxy Fire Dragon Fighting, chiến đấu luôn thôi. Mình sẽ x cái này ra. Vẫn kịp ấn. Tiếp theo, ui toàn 45 này, 45, 40 và 40 này. Quái vật rồi. Ở Origin có Drato Dragon. Origin thì 1 sao thôi. À không sao thôi. Đánh được như vậy, trận này thì theo mình nghĩ vẫn sẽ đánh được. Nói chung trận này là dễ nhất so với tất cả trận kia đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ khắc hệ được con Dragon này trước. Và mình sẽ hủy diệt nó luôn. Let's go. 37.000 máu, chắc chắn sẽ giết được nó rồi. Ui, không giết được à? Ôi, từ nha. Có cái gì đó đang hơi bị sai lầm ở đây đúng không? Có bóng tối không? Không có. Khắc hệ à? Con này cũng khắc hệ luôn đấy. Đùa nhờ. 32.000 chắc chắn là mình sẽ giết được rồi, chắc chắn luôn đấy. Khắc hệ mà 43.000 lúc ấy có 36.000 là sao ra? Tệ vãi. Con này khắc hệ đều chắc chắn rồi. Chúng ta vẫn còn một con nữa ở đây. Không phải lo đâu. Nó phải có chiêu nước hoặc là chiêu chiến binh thì khắc chế được mình cơ. Một chiêu nữa là con Ocean. Con này sẽ chết. Một chiêu anh em ơi. Legend Spell. Đấy, 17.000 máu nha. Ok. Một trận thắng vất vả. Từ đầu trận giờ mình vẫn có 2 trận thôi. Cố gắng chủ yếu kiếm cái hòm này này. Chứ đánh mấy cái điểm này thì nó cũng không quá quan trọng. Mình đạt được cái cấp độ max rồi. Legendary 3 là 12.000, 12.600. Chắc chắn nó sẽ không thể là bị giảm xuống được nữa đâu. Nirvana. Con này hiếm này anh em. Nó là trong những con VIP thì phải. Rồi chúng ta sẽ xem nào. Maze Coin. Hình như nó bán offer đúng không? Offer bán giảm giá đấy. Như kiểu là muốn kiểu hút máu anh em một chút mà. Nhưng anh em nào thích nạp thì nạp thôi. Cái này không bắt buộc. Nếu nạp thì nên nạp vào để đua team Ray hoặc là mua một cái gì đó, mua thức ăn hoặc là mua cái gì đó anh em ạ. Đập con lợn thôi. Skeleton King các kiểu, mình sẽ luyện cho con này nha. Có 2 trận tất cả. Thật ra sẽ là 5 trận cơ. Nhưng mà đánh đủ hết sẽ đủ là 5 trận. Ok, chúng ta sẽ con này sẽ khắc chế được anh em ạ. Nhưng mình sẽ cần đánh nó một chiêu trước. 40.000 à? 40.000 thì không đánh được. Thì vẫn chưa thể làm ăn được. Khó phết nha. Đánh thêm phát nữa. Nó cũng level 36 cơ. Ủa ơi bây giờ trận này team nó mạnh hơn thật ạ. Không biết liệu mình có ăn được không đây. Vulcan Dragon. Phải có chiêu vô cực cơ. Chết luôn à. Kinh khủng nhờ. Thật sự cực kì mạnh luôn đấy. Cho xem con này kiểu gì đây. Chết rồi. Quả này đai rồi. Quả này đai tôi rồi. Nó mạnh quá. Toàn level 36 trở lên này đánh thế nào được. Rồi nếu muốn đánh thì chúng ta có kia khắc hệ mình em ạ. Không sao mình vẫn còn 2 trận nữa đúng không. Mình sẽ lựa chọn con này. Bỏ này đi. Cho con cho Kaido vào. Dĩ nhiên. Đó vẫn còn 2 trận mà. Vẫn còn đánh được. Thoải mái. Cho Kaido vào rồi đúng không. Chắc chắn là sẽ thắng rồi. 22.000 này. Mình đấm nó phát đã, xong rồi mình sẽ dùng con Kaido để hủy diệt con này. 40.000 chắc là sẽ đủ. Lửa đây anh em. Magma Storm. Thì khắc chế cả con này luôn này. Đánh luôn anh em ạ. Xong cuối cùng là hai con này vẫn có thể chiến đấu được. Vì đây là một cái trận rất là quan trọng nên ta không thể dùng được những con yếu được.
yếu vào là đánh cho thua ngay, sấp mặt luôn. Ok, mình còn không chết nổi cơ. Không chết thì nó sẽ chết sớm hơn thôi. Mình sẽ trụ được cả tất cả ba thành viên. Quá ngon. Rồi, đội hình có thể mạnh nhất của mình đấy. Tính hiện tại, chúng ta chưa thể cho level của mấy con khủng long lên level 40 được nha. Mình cần ít nhất là 6 hay là 8 con rồng phải level 35 trở lên thì mới lên level 40 được. Cần rất là nhiều đấy. Con này thì nó cũng không có chiêu gì khắc chế mình cả. Một chiêu trước 20.000 này, còn 29.000 máu nữa. Swap Dragon, chúng ta sẽ có bóng tối. Bóng tối 36k. Eagle Drasil 14.000. Đốt nó luôn. Này chạy đâu, 42.000. Một chiêu nữa. Magma Storm. Đấy, không thể chạy được nha. Con này sao? Con này thì nó sẽ bị khắc chế bởi hệ pua. Ở đây ta gần như gần đủ hệ đấy. Chỉ thiếu mỗi hệ nước thôi để khắc chế chiến binh thôi. Tính ra là cho con My Block vào thì cũng được nhờ, thay cho con này. My Block vào thay cho cái con 4 đầu. Tại vì mình có hệ vô cực rồi mà, đúng không? Đây này, My Block này, thay vào này là cực kỳ hợp lý nhất. Cho cái hệ vô cực bên kia rồi, không cần phải lo nữa. Gặp Primer thì vẫn ăn được tốt. Và quan trọng nó sẽ có băng giá khắc chế được con chiến binh ấy. Rất là quan trọng luôn. Hủy diệt đó anh em. Một chiêu. Con này hệ gì? À, con này hệ vô cực anh em. Có lẽ mình sẽ chết vừa phát sau. Nào, 31.000 cơ mà, level 30. Hiện tại thì mới có level 30 thôi. Cho level 35 cơ. Mình còn chưa tăng công đấy. Tăng công thì nó còn khỏe nữa. Pulse cộng lên 40.000 máu. Đó, ok. Con này thì cũng sẽ như thế thôi. Cứ dùng hệ vô cực của chúng ta đánh bại nó. Xong ngay một trận này. Claim này. Cho anh cần đánh 2 trận nữa để chiều đánh thêm 3 trận. Và sáng mai là thêm được 5 game nữa anh em ạ. Tích tiểu thì thành đại thôi. Tích tiểu thì nó sẽ tạo ra rất nhiều game. Nhiều game để đua hoặc là mở rộng khu đất. Đó là những cái việc rất là chính đáng luôn. Đua thì như sắp tới là sẽ có được cuộc đua team thì phải. Cái này có Primer. Không được, không được. Cần phải đánh nó trước một chút đã. Như thế này sẽ đỡ tốn máu nhất có thể. Nhưng mà làm sao mà vẽ được mấy con này lên đây nhỉ? Lên tên nhỉ? Nhìn trông rất là hay nha. Phái cộng này, phái cộng cực kỳ khỏe rồi. 2k3 đam cơ bản. Chúng ta sẽ dùng chiêu lửa này. Một chiêu. Chết. Chúng ta vẫn có chiêu lửa từ Kaido cơ. Không phải lo. Magma Storm lên. Còn cuối cùng là con rồng Reverio cọc lục bảo các kiểu. Ây, chà chà chà. Con này thì cứ đánh nó trước đi á. Giảm máu trước đi á. Tính sau 30.000 máu là chắc chắn là mình sẽ giết được nó rồi. Đây, một chiêu nữa. Lên 43.000. Còn một trận nữa nha. Claim này. Còn một trận nữa chúng ta sẽ xong được cái phần lưu ích sáng nay. Con này à, con này thì cần phải đánh nhau một phát đã. Tính sao, từ từ thôi. Rất từ từ và bình tĩnh thôi. Còn 26.000 máu này. Đổi rồng luôn. Đổi sang con Vulcan. Hai Ferrer, con này Ferrer chứ Vulcan. Vulcan ở bên kia rồi. Vulcan Legendary. Solo không? Xem ai chết trước. Một chiêu này xong để cho con Kaido cũng được. Con Châu cũng khỏe. Lên, let's go, 48.000 máu. Rồi, 400 thức ăn này. Ok, và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc mấy nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Dragon City. Bye bye.